Xin chào tất cả anh em thân mến nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh thác nước Cam Ly ở tại Đà Lạt cho anh em xem nha. Anh em nhớ đăng ký, bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Rồi qua Đà Lạt đây nè, mình sẽ đi quay thác Cam Ly, nước chảy đẹp quá anh em ơi. Rồi qua nè. Đây anh em, nước chảy anh em. Còn đi quay cảnh nước chảy cho anh em xem nha. Quá đẹp. Thác Cam Ly nè. Y gan trong phim, y gan trong phim luôn trời. Quá đẹp. Em. Đẹp quá anh em ơi. Đà Lạt quá trời, giờ chỗ nhiều cảnh đẹp rồi. Mình tính quay cảnh thung lũng tình yêu cho anh em xem mà sợ hết giờ rồi. Mình sẽ quay những cảnh khác đẹp hơn nữa anh em. Quay hoài mệt quá mà không thấy ai, không có lượt xem mà không có lượt đăng ký, tức thiệt. Mình cũng nản quá nhưng mà mình làm gì ý thích thôi. Bông nè. Rồi mình quay lại, mình quay cảnh thác nước ha anh em. Như đây mình uống ta cam này. Điện thoại mình nó cũng hơi xuống rồi, anh em có thấy rõ không anh em? Quá đẹp. Đẹp thiệt. Không biết nói gì hơn chứ cái thác Cam Ly này. Ngựa nè anh em, ngựa đẹp quá. Đi vòng vòng quay mấy cảnh qua chơi chứ đâu mày. Đẹp quá ha. Thấy nước bên kia đó anh em. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc anh em. Nhớ bấm nút đăng ký đặng cập nhật video tại Đà Lạt tiếp theo nha anh em.